Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình, cả cái mới, lẫn cái cũ. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Kính chào quý bà và anh chị em. Chúng ta vừa nghe một đoạn tin mừng lại tiếp nối về mầu nhiệm nước trời. Và trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-xu ví nước trời giống như một mẻ lưới mà người ta thả xuống biển rồi kéo lên. Trong đó có đầy đủ các thứ cá, cá tốt có, cá xấu có. Tất cả những loại cá đó đều nằm trong một mẻ lưới. Và sau đó thì người chủ nhặt những con cá tốt, cá đẹp cho vào giỏ. Còn những con cá xấu thì vứt ra ngoài, đốt nó đi. Và cái dụ ngôn này gợi nhớ cho chúng ta một dụ ngôn tương tự về mầu nhiệm nước trời vào Chủ nhật thứ 16 vừa qua. Khi Chúa Giê-xu ví là lúa và cỏ lùn cùng mọc chung trong ruộng cho đến ngày mà cuối cùng người ta gặt mang về. Lúa thì cho vào lọng, còn cỏ lùn thì đốt đi. Như vậy chúng ta thấy rõ, Thiên Chúa vẫn là đấng kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta. Ngài không loại trừ những kẻ xấu xa, những sự ác ngay tức thời như điều mà chúng ta mong muốn. Ngài là đấng kiên nhẫn và chờ đợi. Và chúng ta nhìn vào đó để chúng ta thấy rằng đừng quá đau buồn tuyệt vọng khi chứng kiến cái sự dữ này vẫn đang còn tràn lan khắp mặt đất. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Sự thiện và sự ác, Chúa muốn điều đó cùng chung với nhau để chúng ta góp sức làm cho sự thiện mỗi ngày một thiện hơn và sự ác mỗi ngày một đẩy lùi đi. Và Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác vào với lòng thương xót của Ngài. Như chính Ngài đã từng nói, Ngài ban mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành, trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Và chúng ta hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Tất cả mọi sự đều sẽ có cái kết quả cuối cùng của nó. Về phần chúng ta hãy có lòng xót thương như Thiên Chúa, biết đón nhận những lầm lỗi của anh chị em mình, biết cầu nguyện cho thế giới này một ngày càng tốt đẹp hơn, biết góp công làm cho thế giới, cho cái xã hội này bớt đi những cỏ lùn, bớt đi những con cá sấu. Để ngày sau hết, khi mẹ lưới được kéo lên, thì chúng ta là một người góp sức vào cho việc xây dựng, cho việc có được những con cá tốt, những mẹ lưới tốt cho nước trời. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta trước hết có lòng kiên nhẫn và chờ đợi, có lòng xót thương của Thiên Chúa khi đối xử với anh em của mình, và đừng quá đau buồn tuyệt vọng khi thấy sự dữ dường như vẫn đang có trên mặt đất. Amen.